Hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Hellish Demon Slayer Grail nhé bạn. Đây là một cái tựa game nhập vai chiến đấu đã mắc xả siêu xả luôn chết. Thì Hellish Demon Slayer Grail mang đến trải nghiệm chiến đấu gần tay đã mắc với hiệu ứng âm thanh vô cùng sống động và hiệu ứng chiến đấu vô cùng hoành tráng. Thì Hellish Demon Slayer Grail là một cái tựa game nhập vai chặt chém bên tay tiếp nối cuộc hành trình vô cùng thú vị của cái phần game cùng tên trước đó nha các bạn. Nhiệm vụ của bạn lần này là giải cứu vương quốc Magonia trước sự xuất hiện của phù thủy bóng đêm đang đe dọa nền hòa bình ở đây. Thì người chơi sẽ một lần nữa hân thành một chiến binh và cáo và càn quét khắp mọi khu vực trên bản đồ để tiêu diệt hết đám quái vật của mình. Thì cái đó là việc kiểu sơ thôi bạn. Nó có một cái mình chơi trước là mình viết và việc kiểu sơ chút xíu. Còn khi game thì các bạn nó sẽ ra một cái cốt truyện như thế này nha bạn, bỏ qua không có được. Đấy các bạn, nó sẽ vào qua chứng minh cáo như thế này. Ủa nó không, cái này nó chưa hỗ trợ tiếng Việt nha các bạn. Thì các bạn có thấy thì cái tựa game với lịch đến mình solo guide này thì nó sẽ sở hữu nền tảng đồ họa 2D bắt mắt với những cái hiệu ứng âm thanh cũng như hiệu ứng chiến đấu ngập màn hình khiến cho tất cả các bạn game thủ không khỏi choáng ngợp trước cái tựa game này. Thì lối chơi của cái tựa game này sẽ thiên về cái phần yếu tố gánh tay và không có đòi hỏi quá nhiều kỹ năng thao tác của các bạn nha bạn. Tuy vậy thì bạn có thể điều chỉnh kỹ năng nhân vật theo bất cứ hướng nào để tối đa hiệu quả chiến đấu. Thì cái hệ thống vũ khí ở trong game thì cực kỳ đa dạng. Thì mỗi vũ khí là sở hữu một cái skill riêng biệt đó các bạn, có thể thay đổi luân phiên để cái việc chiến đấu của các bạn có thể dễ dàng hơn rất là nhiều và có thể chiến đấu biến ảo thêm á bạn. Nhiệm vụ mình là chỉ cần nhấn vào phần nhiệm vụ và làm thôi bạn. Các bạn có thể sử dụng skill nào bạn, hiện tại nó chưa cho tự động. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nâng cấp sức mạnh cho nhân vật mình thông qua các tính năng như là nâng cấp nào bạn, nâng siêu, nâng cấp ATK, nâng siêu, cường hóa trang bị, thiên phú nữa nè bạn, nhân dân. Tất nhiên thì trang bị của cái tựa game này nè bạn cũng được chia thành nhiều phẩm phẩm cấp luôn nha các bạn. Qua việc các bạn mà sở hữu được cho mình á một cái set đồ hiếm là cái chìa khóa sẽ giúp cho nhân vật của mình đạt đến sức mạnh tối thượng. Hơn nữa thì các bạn có thể thay đổi ngoại hình nhân vật bằng nhiều bộ trang phục cực chất cũng như là cực chiến. Thì các màn chơi của cái tựa game này các bạn thì được thiết kế với độ khó tăng dần, nhưng mà nếu vượt qua được thì phần thưởng nhận về lại hết sức giá trị. Bên cạnh đó thì các nhiệm vụ cũng được đặt ra thường xuyên giúp cho bạn game thủ luôn có những cái mục tiêu để chinh phục và nhận thêm vô số tài nguyên hữu ích. Thì game còn tích hợp cả chế độ offline cho phép bạn người chơi tích lũy và đồ đạc ngay cả khi chơi máy hay hot game.
Thì cái link tải của cái trò chơi này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Thì nhìn chung thì cái trò game thế lực của mình Solo Wild này sẽ là một cái trải nghiệm mà những ai yêu thích cái thể loại idea không nên bỏ qua. Đây là tính năng summon, tính năng chiêu mộ. Nhưng mà nó sẽ hay hơn nữa nếu như nó hỗ trợ tiếng Việt nha bạn. Mặc dù Việt Nam mình tải được nhưng mà nó chưa có hỗ trợ tiếng Việt. Thì sau một khoảng thời gian mình khám phá thì mình trải nghiệm thì mình rút ra được một số điểm đặc sắc của cái trò game này. Như là đồ họa 2D thì khá là đẹp mắt, tạo hình nhân vật ấn tượng, hiệu ứng chiến đấu thì khá là hoành tráng. Kèm đó nữa là cái hệ thống vũ khí đa dạng với mọi cái loại sẽ sở hữu cho chúng ta một cái bộ siêu riêng biệt. Thì cơ chế chiến đấu thì khá là kịch tính luôn nha các bạn, tung siêu đã mắt. Kèm thứ nữa là tính năng phát triển nhân vật khá là chuyên sâu và các bạn có thể nhận tài nguyên offline nữa, nên là các bạn không cần phải lo học cấp. Thì đó là một vài điểm đặc sắc của cái trò này. Cái này là mèo nữa bạn, mình sẽ nhận về những cái phần quà. Mình nhận được một con. Nhân vật này chưa có nhận được bạn, phải unlock cái đó mới nhận được. Đây là phần xích tinh. Không có tiếng Việt các bạn. Đây tới boss các bạn. Ok. Thì như vậy là mình trải nghiệm sơ lược một chút xíu về cái trò game này các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game thành công. Chúc các bạn tải game thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Ủa su vậy? Thôi rồi. Để mình đi chiêu mộ, summon chiêu mộ trang bị. Bên đây là shop hả ta? Trời ơi, miễn phí phải bắt xem quảng cáo. Ok, bye bye các bạn.